cái Natural Ombre rất là đẹp, màu này rất là tuyệt vời. Ok, anh chị em nào có nhu cầu muốn order màu bột thì gọi số điện thoại ha, 832-216-7717 ha, để mình order mấy cái màu này mình về mình làm cho khách, khách nó rất là thích. Màu số này là màu số A22. Giờ mình làm nha. Cái màu cái này là shop white đi với lại cái màu A22 rất là đẹp. Để tình yêu làm nha. Khi mà lấy cục bột lên á, mình thấy cho nó tròn, mình thấm xuống miếng giấy, mình lấy bằng cái đầu cọ thôi, mình để một chỗ nè, để 70% mình để một chỗ đó, rồi mình đưa cục bột vô để cho nó chảy xuống là vừa, nó vừa nên mình đưa xuống là nó vừa, tại vì anh chị em mà để xuống nó sẽ chỗ dày chỗ mỏng đó. Nhớ nè, đưa vô nè, từ từ nè đó, từ từ nè, xong rồi kéo đập ở đây nè, kéo nè, vừa đập vừa kéo cho nó mỏng nè đó, thấy chưa, đưa nó vô nè, vừa để đừng có cho nó ra ngoài, mà anh chị em phải đưa nó vô nè, đừng có kéo ở giữa, nhớ nha. Cái bột mà nó đang hơi chảy thì mình ngưng lại, mình chùi cái cọ cho sạch đó, là mình kéo tiếp tục nè, mình kéo hai bên thôi, kéo hai bên, mình nghiêng qua nghiêng lại nè, thấy cái tình yêu nghiêng qua nghiêng lại không, nghiêng cái ngón tay nè, thấy không, phải nghiêng cái ngón tay mình mới thấy đường mình làm được, chứ không mình không nghiêng á là mình cứ vuốt ở chính giữa này không, mà mình cứ vuốt như vậy nó lại chạy ra ngoài, nó lại bự cái móng ra, cho nên hồi mình vuốt nó rất là cực. Anh chị em nhớ cố gắng mở cửa lâu rồi em, mở cửa ngày 8 rồi chứ em, ngày ở bên đây cho mở cửa ngày 8 rồi, cho nên mình mở, nhưng mà mở cửa thì anh chị em phải nhớ những cái luật của Texas đưa ra, của thống đốc đưa ra, hay là những thà CD đưa ra, là mình phải làm đúng vậy nha. Phải làm cái siêu table siêu, rồi cái mát, rồi phải đeo khách, phải ngồi cách xa 6 feet đó. Nó có những cái luật lệ là mình phải làm exactly theo người ta cho hướng nó phạt đó. Ok, bây giờ khi mình làm cái màu này nè, cho em coi nè, thì nếu lấy cục chút xíu thôi đó, thấm xuống cho nó khô cái đã, bỏ lên nè, nhẹ, xong rồi kéo nè, kéo cái cây cọ của mình rất là nhẹ nhàng, mình không cần phải làm ào ào chi, thấy không, nó ra liền không nè, dâm lên chút cho coi cho nó sướng, thấy chưa nè. Đây, lấy cục thứ hai nè, thấm xuống miếng giấy cho nó khô nè, bỏ lên nè, canh cái cuticle cho đẹp nè, đó, dập nè, kéo nè, kéo cái cây cọ của mình nhẹ thôi, chứ mình đừng có kéo ào ào nó đi bột hết, tại vì mình dùng sức mình đè cái cục bột nó đi xuống, nó làm cho cục bột không có đều mà nó bị móp mà nhiều chỗ. Cái cọ của mình phải thể nhẹ, mình thên cái cây cọ nhẹ thôi, mình vuốt cục bột là dùng cái lông để vuốt thôi nha, chứ mình đừng có làm ào 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 xong rồi nó đi luôn, nó đi bột hết đó. Rồi mình bỏ cục bột nè, bỏ cục bột liên nè, mình đưa từ trong ra ngoài nè, mình đưa ra tới đây nè, mình kéo xuống nè, đó là mình đưa, mình kéo như vậy thì nó sẽ đều, nó làm cho cái móng sẽ đều đó, nó không có bị thiếu bột chỗ nào hết, thấy không, mình cái màu rất là đẹp, cái màu này khách hàng rất là thích. Ok, anh ôm anh đặt nhìn sao mà mượt thế. Anh là chuyên gia ôm mà em, anh là chuyên gia ôm, ôm nó mà cạo đầu luôn, thấy không. Nhớ cục bột là bỏ lên nè, thẳng nè, để chột một chỗ thôi, nhớ là mình đừng có đưa cục bột ra. Có nhiều anh chị em đắp ombre, anh chị em đưa cục bột xuống dưới đây luôn, nó sẽ chỗ dày chỗ mỏng, nó làm cho cục bột nó không có đẹp đó. Để này một chỗ xong là mình dùng cái cọ mình đưa xuống, mình đưa này, mình đập, mình đưa xuống từ từ, mình đưa xuống từ từ, ví dụ cái bột nó đang còn chảy thì mình ngưng lại, mình chùi cái cọ đi, nhớ nha. Đó, ở bên đó khách có phải ký giấy gì em, đâu có ký giấy gì đâu, bên anh không có ký giấy mà chỉ có lấy hẹn thôi, anh chỉ lấy hẹn only đó, mình chỉ working appointment only thôi, không có lấy, không có work in nha, bên tình yêu không có lấy work in mà lấy hẹn thôi. Rồi nhớ cố gắng vuốt nè, nhớ vuốt vô nè, nghiêng cái tay qua vuốt vô nè, thấy không, hai bên đều có bột, mình phải nghiêng qua nghiêng lại mình mới thấy đường mình vuốt cục bột được, chứ anh chị em cứ vuốt bật ở chỗ này không mà không có vuốt hai bên
vuốt hai bên thì cục bột nó mới đẹp được. Lâu lâu ví dụ như cục bột nó dày ở chính giữa thì mình vuốt nhẹ cái ra thôi, rồi mình vuốt vô lại, mình ém nó vô lại nè, nó ém nó vô lại, ém nó vô lại, nó ém nó vô lại cho nó đẹp, thấy không? Ồ, để sao mà không thấy đó, nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng qua nghiêng lại đó, là mình ém cục bột vô cho nó ngay. Cái màu này là màu màu shop white hả? Màu shop white này là N2 của tình yêu. Hello mọi người, hello tất cả mọi người nhé. Hello Henry, khỏe không Henry? À, hôm nay không có làm sao em? Nhớ là cục bột là cái móng tay người ta nhỏ, mình lấy ít thôi, mình bỏ này, qua khỏi cái lăng chút xíu nè, rồi mình đưa ra nhẹ là mình đập nhẹ nhẹ, mình kéo này. Đó, mình kéo cái tay của mình nhẹ là đập nè, đập đập kéo nè, thấy chưa? Khi mình kéo nhẹ là cục bột nó đã ra ôm rê liền, thấy chưa? Cục thứ hai nè, cục thứ hai nè, nó thấm nè, nhẹ nè, bỏ lên kia đi cô nè. Đó, đẩy nhẹ nhẹ lên nè, đập nè, đập nè, đưa xuống kéo nè, đập đập nè, cho nó vô trong nè, đó kéo nè, thấy chưa? Kéo ra là nó mứt rượt à. Nhìn nhìn là thấy phê luôn đó, thấy cười, thấy cái ombre của mình không, nó rất là chuẩn. Nhớ nha, anh đã trở lại anh trở lại lâu rồi em. Nhớ là cục bột clear nè, thấm xuống nè, để lên nè, để từ trong ra ngoài chứ không phải để ngay cái khúc nối không là quẹt quẹt nha. Đó nè, làm là phải làm cho đúng đó, xong rồi bắt đầu đưa nè, đưa cục bột xuống nè. Thấy tình yêu đưa cục bột, tình yêu kéo xuống nè, nó mới đủ chứ. Mình kéo từ trên đây tới đây, tới đây cái nó ngưng rồi, nó không có đưa xuống cái đầu móng. Như vậy là cục bột mình đã khô vờ hết cái móng, xong rồi mình chỉnh đốn lại hai bên cái cuticle cho nó đẹp, nó đừng có lan ra ngoài, tí mình vuỗ nó không có bị ảnh hưởng tới móng tay của người ta, thấy không? Nhìn cái móng khi màu nó khô lại nó rất là đẹp, không chỉ chuẩn mà rất là đẹp. Hai, cảm ơn Tiffany gõ. Nhớ nha, những cái màu này anh chị em nào có muốn mua thì gọi số điện thoại cho tình yêu để order hàng ha. Màu này lúc nào cũng có, rất là dễ làm, mua về rất là dễ làm đó. Không cần phải chuyên nghiệp đâu, làm cũng vẫn được, thấy không? Tay chân của mình đó, mình để nó từ từ, khi bột nó đang còn chảy là mình nghiêng cái móng, mình đưa cái cục bột vô trước cho cục bột nó ráo cái đã, rồi mình bắt đầu mình mới vuốt nhé, thấy không? Đây là cái natural ombre của mình đó. Cái này là cái mờ, cái món này là cái món everyday, ngày nào cũng có hết, cho nên mình vô mình học hỏi, mình vô mình kiếm cách, mình học hỏi, mình làm cho nó đẹp để mình kiếm thêm tiền ha. Rồi, nhớ vuốt nè, vuốt nè, vuốt nhẹ nè, vuốt hai bên là thấy tình yêu, đợi bột nó ráo tình yêu mới vuốt không đó, đợt ráo là mình mới vuốt. Nhớ càng mỏng, càng trên mỏng trên đây càng tốt nè. Đó, mỏng nhưng mà không phải mỏng không có bột nha, mỏng là phải có bột chứ không phải mỏng quá là không được đâu. Phong độ vẫn như xưa hả? Dạ cảm ơn. Thì nói chung cái nghề của mình á, cái nghề của mình đã làm quen rồi, bây giờ mình có nghỉ cỡ nào đi chăng nữa mình trở lại thì nó vẫn như xưa, nhưng mà tại vì mới đầu tiên một hai con khách thì nó cứ ngượng thôi, nó ngượng cái tay là tại vì do mình lâu ngày mình không có làm, rồi bây giờ mình làm khách lại chừng hai ba con khách thôi là tay mình dẻo như là mấy cô phụ nữ vậy. Thấy chưa, cục bột đầu tiên nè, bỏ lên là nhẹ nè, bỏ nhẹ nè, đó, đập nhẹ nè, đập là kéo nè, thấy không? Đưa ra là nghiêng cái tay nè, đập đập kéo nè, đó, kéo là nó loang ra liền, không cần phải dùng sức đâu, nhẹ nhàng thôi. Đó. Tiếp nè, bỏ lên nè, màu rất là đẹp ha. Anh chị em nào thấy có đẹp không? Thấy rất là đẹp mà dễ làm nữa, không có khó đó. Chỉ cần mình vuốt cái là nó ra liền ha. Vuốt một cái là nó ra liền. Rồi lấy cục bột clear nè, bỏ lên nè. Để nhẹ vô là kéo xuống, dập dập và dìu dìu cục bột nó, dìu cục bột và kéo nhẹ nó xuống là nó sẽ đều cái móng. Tí xíu mình vuỗ lại nó rất là đẹp. Hai anh White and Pink bao nhiêu một hũ? Dạ 17 đồng một hũ anh chị em.
bột 17 đồng một hũ nha. Anh chị em nào có nhu cầu muốn mua thì gọi số điện thoại ha. Gọi số điện thoại 832-216-7717 ha. Mấy cái nào mình mua về là mình làm lấy tiền liền. Nhớ là phải xài cái liquid EMA nha anh chị em, đừng có xài liquid MMA. Mình xài liquid MMA nó sẽ bị vàng bột. Và thứ hai nữa là nó làm cho bột khô, nó không có nó làm cho bột cứng, cho bột khô mình không có vuốt được. Còn cái liquid EMA này nó làm cho bột bị dẻo. Mình vuốt từ từ, dành cho những người nào mà chưa có thành thạo lắm thì làm được hết á. Dạ không có chi Tiffany, anh làm live mỗi ngày mà, nói chung không ít thì không nhiều thì cũng ít, cũng chia sẻ được cho người Việt Nam, cho người nail của mình được một chút nào đó về cái kinh nghiệm của mình, hiểu biết đúng không? Nói chung truyền qua truyền lại, anh cũng đi coi người này người kia để học hỏi thêm đó, những cái gì mà cần phải học hỏi thì mình phải học hỏi thôi, học hỏi đâu có thiệt thòi cho mình đâu, sợ đó. Người ta truyền, người ta chia sẻ cho mình là người ta đưa tiền vô túi mình á. Rất gì em, rất nhiều cây liquid xài. Cái cọ của anh đó hả, cái cọ này á hả, cái cọ này là số 14, 32 đồng em. Hai nít Huỳnh khỏe không? Cái cọ của anh đang xài là 32 đồng, anh bán 32 đồng. Anh chị em biết bây giờ cọ cái gì cũng lên giá hết anh chị em, cái gì nó cũng lên giá hết, cho nên buộc mình bán đồ mình cũng phải lên giá. Tại vì mình mua vô đã cao rồi, mình bán ấy không có lời thì không ai làm đâu. Cục thứ hai nè, nhớ nè, kéo nhẹ cái tay nè, kéo xong mà nó dư là mình phải đưa vô nè, kéo lấy nó ra nè, nó vuốt nó lại. Dạ không, cọ 20 nó bự quá, em không có bán mấy đó chị ơi. Em chỉ bán hai cái cọ 16 và 14 thôi, không có cọ 18, không có cọ 20. Tại vì anh chị em hiểu không, thật sự ra mình làm nail á, mình làm nail cái cọ nó bự á là mình làm theo cái thói quen mà thôi, chứ không phải là vấn đề nó bự là mình lấy nhiều bột đâu. Nếu mà mình có kinh nghiệm á, mình biết cách lấy bột á, là mình lấy cục bột rất là lớn. Với cái cọ số 14 này là với thời điểm này á, là cái cây cọ đó, cái cọ cái tới thời điểm này khách hàng ít có làm móng dài lắm, nó làm ombre thì mình lấy cục bột cỡ này là dư sức rồi, cái này là chỉ lấy đơn giản thôi là đã lấy được rồi. Còn nếu như mà nó móng nó dài mình lấy chút xíu nữa cũng ok, tại vì ombre nó không phải là nguyên móng. Với phần mà lấy nguyên móng á, nó cũng không có gì khó đối với mình. Mình biết cách lấy là cỡ nào mình lấy cũng được hết. Còn cái cọ nó bự quá, nó che luôn cái móng tay mình không thấy đường. Đó là mình làm theo thói quen thôi. Ombre lấy giá bao nhiêu hả? Anh làm bộ tay bình thường ombre như vậy là 55 đồng em. Anh làm bộ tay ombre bình thường như vậy nè, không có cái gì hết thì lấy 55 đồng. Tùy theo khu vực em ơi, tùy theo chỗ. Có chỗ họ lấy 60, có chỗ họ lấy 50, có chỗ họ lấy 45 nữa, có chỗ họ lấy 40 nữa, mình biết đâu mò. Nên chỗ mình thì mình lấy như mình thích, lấy như mình lấy. Ví dụ giá của mình thì mình cảm thấy ok đối với cái công sức của mình thì mình lấy thôi. Ok. Nói về cái cọ thì ví dụ như anh chị em xài cái cọ bự quá, khi mà cái móng nó nhỏ như vậy anh chị em khó đắp lắm. Anh chị em cứ lấy, thật sự ra khi mình làm móng bự, cái cọ nó bự mình lấy cái bột nó nằm cái góc bên này không à, nó không có lại là nguyên cái móng mà nó nằm bên có một góc à. Tại vì nó bự quá mình đâu có lấy được nhiều, mà lấy nhiều quá không được, mình lấy ít thôi. Mà lấy như ít quá thì nó khó, cái cọ nó ấy lắm. Đó, cái bột đầu tiên này đó. Thật sự ra nếu mà cái cọ nó bự quá mình đâu có lấy được cái bột ở giữa, mà mình lấy ở góc không à. Đó, có như tình yêu là mình yêu bỏ cục bột lên, tình yêu vuốt không. Mình thấy đường hết nè, cái cọ nó nhỏ là vừa cái tay là mình thấy đường hết để mình làm. Đó. Thấy không? Là cục thứ hai là mình bỏ lên, là cục thứ hai mình bỏ lên cục bột quá, mình nhớ là mình dậm dậm trong cuticle là mình kéo.
Kéo cái tay của mình thiệt là nhẹ nha, chứ đừng có kéo mạnh quá nó bị móp. Anh chị em biết nó bị móp không? Nó bị móp là nó làm cho cục bột bị méo, là giờ chồng lên nhau, nó không có đẹp, nó không có láng. Cái tay mình làm bò làm bột là phải nhẹ nhàng. Đó, nè, thiếu đường nhẹ nè, thấy không? Thấy tình yêu đưa xuống nè. Nè, đưa xuống nè, rồi kéo nhẹ nè. Nó có dư là mình lấy ra thôi. Đó, rồi bên đây cũng vậy nè, mình nghiêng qua nè, mình đưa xuống nè. Kéo nè, đó. Như vậy là cục bột nó sẽ mứt rượt à, thấy không? Nó không có bị móp. Nó không có bị móp không? Rồi. Dạ, cảm ơn chị Thảo. Đẹp nhất nách luôn ha. Nhất nách chưa nhầm đâu, nhất chỗ khác mới ghê. Rồi bây giờ khi mình làm ombre xong á, chị em thấy không, khi mình đắp bột xong á, nè, thấy hũ bột tình yêu để không, khi nào cũng vậy, tình yêu để hũ bột lúc nào cái nắp nằm ở dưới, khi mình dở lên mình dặn lại nó không có bị lộn, nhớ nha. Đây là tình yêu chia sẻ rất là kỹ nha, không bao giờ nó bị lộn cái nắp của mình. Đây là hai cái màu là N2 và A22 nha. Màu rất là đẹp. Anh tình yêu dễ thương quá hả? Trời ơi. Thấy gì không phải vậy đâu em ơi. Lên like nó xạo bà cố luôn. Ở ngoài dữ lắm. Rồi bây giờ mình vũa nè. Mình vũa trước khi. Đây là tình yêu nói cho anh chị em nghe là khi nào mình làm, mình đắp bột xong á. Ok, mình đắp bột xong á, cái tay của người ta là nhìn thấy nó gọn không, nó không có bị dư nè. Nhìn nó gọn, cái móng nó vừa đủ cái bột, mình phải canh nó, mình lấy bột làm sao mà nó vừa không có bị dư, không bị dày, chứ mình vũa nó cũng dễ nữa nè. Mình vũa chỉ có mấy đường thôi là nó ra cái móng rồi, tại vì mình đắp bột vô trong cái móng mà. Tình yêu nói đi nói lại, đắp bột lâu nhưng mà vũa nó rất là lẹ là tại vì sao? Tại vì cái bột mình đắp nó kỹ rồi, nó gọn rồi thì mình không cần phải vũa nhiều. Đó, tình yêu đâu có vũa nhiều đâu. Thấy không? Vũa mấy đường thôi là nó đã ra đẹp. Cái shape mình nó đẹp rồi, mình không có cần phải chỉnh đốn nhiều nữa. Thấy chưa? Nhờ người anh, nhớ người quá anh ơi. Illinois vẫn chưa cho mở cửa. Vậy ha? Thôi, có hưởng được cứ hưởng đi chứ. Có được chơi thì cứ việc chơi, ok, đừng có vội vàng quá. Nhiều khi anh muốn như em mà cũng không được, tại vì mở cửa trả tiền bill bỏng tùm lum hết là phải làm thôi. Nhiều khi mỗi chỗ nó mỗi khác, cái chỗ khu vực nó mỗi khác, cho nên mình phải chờ đợi thôi. Chờ đợi là hạnh phúc. Nó cho đi làm quen rồi ở nhà riết nó cũng chán, buồn quá. Cứ đi tới đi lui ăn, ô ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn rồi ca rồi hát rồi cũng buồn. Đi làm nó có tiền sướng. Vũa có thấy tình yêu vũa không? Rất là nhẹ. Đừng có dùng sức nhiều. Anh chị em đừng có dùng sức. Vũa lắp bột chuẩn là vũa không có cực đâu. Nhá. Bên anh có được mở cửa chưa tình yêu? Trời ơi, em đang vũa mà hỏi có mở cửa chưa? Anh đang vũa này, đang vũa like mà đâu phải là làm lại đâu mà hỏi có được không. Anh mở cửa lâu rồi mà, bên anh mở cửa ngày mùng 8 á, hôm nay là ngày 19, được 11 ngày rồi. Thấy tình yêu vũa không, đắp bột xong mình vũa nó rất là ít, anh chị em nhớ cố gắng. Đắp bột là phải vũa, đắp vô cái móng chứ không phải là đắp tràn lan đại hải vô xong nó tí xíu rồi em vũa lại, không có sao. Như vậy là chết mình đó, như vậy là mình rất là cực. Chú ơi, chú làm đẹp xuất sắc luôn. Cảm ơn Khánh nhỏ nha. Đừng kêu anh bằng chú, anh còn trẻ măng mà cứ kêu anh bằng chú biết. Anh mới có 28 tuổi. Tại vì hồi xưa anh khổ quá, nó giấu khí đá cho nên nó già hát rồi chứ trời, tuổi còn trẻ lắm. Nói chuyện thì nó hơi khàn khàn là tại vì hồi nhỏ thiếu ăn đó, cho nên nói chuyện nó hơi già thôi chứ anh còn nhỏ xíu à. Kêu bằng anh đi, đừng kêu anh bằng chú. Kêu anh mình nghe nó ngọt ngào hơn, kêu chú nó già lắm. Tình yêu mai mốt hỏng qua gì.
qua tình yêu nhận học làm không? Em sợ nhận đệ tử lắm, tại vì đệ tử nó bán em, nó ăn hoài, em sợ. Dạ, liquid thì em không có bán, nhưng mà em sẽ anh chị em nào mua bột thì tình yêu sẽ đưa cái số điện thoại, rồi tình yêu sẽ cho cái số điện thoại, anh chị em gọi cho cái chị ở dưới Houston, chị sẽ ship cho anh chị em ha. Thì không có bán liquid, một bình hình như là chỉ lấy hình như là 90, rồi shipping thêm 10 đồng là 100 đồng, xài good lắm. Chính xác gì, anh nói đúng mà. Anh năm nay mới 19 tuổi hả? Không, 28 rồi. 28 tuổi chứ không phải 19. Anh 19 anh đâu dám xưng anh đâu. Nhiều khi có mấy anh chị trên đây lớn tuổi hơn sao, đúng không? À, dũa rất là nhẹ nhàng nha, nhớ rất là dũa nè, dũa nè. Đây chân của mình dũa nè, mình dùng cái đòi, mình dũa cái dũa, mình dùng cái dũa, mình dũa, mình đừng có dùng sức, mình ém cái cục bột, mình chỉ dũa cho nó thẳng thôi. À, dũa điệu quá anh ơi, sao em dũa méo quá? Ồ. Oh. Tại vì em gắn cái móng nó đã méo, giờ em cắt cái móng nó bị méo thì nó làm nó bị méo. Cái phần mình đừng có dùng sức, em thấy không, anh đâu có dùng sức đâu. Tại vì khi cái lực mình dùng sức mạnh quá đó, là bên tay phải á, thì nó mạnh hơn. Mình dũa nó ăn nhiều hơn thì nó sẽ bị méo. Còn cái này mình không có dùng sức, mình chỉ dùng cái kỹ thuật thôi. Dùng cái kỹ thuật đắp bột của mình để mình dũa, đắp bột vô cái móng cho nó đẹp. Mình dũa cái này là mình dũa mình lấy lại cái xếp thôi, chứ không phải là mình dũa để mình lấy cho nó ngay thẳng, hiểu không? Mỗi người mỗi làm một cách khác, nhưng đối với anh, cái cách của anh là anh dùng đắp bột, anh dùng đắp bột để cho nó chuẩn hơn là khi mình dũa. Còn người ta dùng dũa, còn anh là anh dùng đắp bột để cho nó ngay đó. Rồi bây giờ mình sẽ dũa. Trước khi mình dũa thì mình dũa bằng cái đầu nhọn trước. Tình yêu lúc nào cũng dũa bằng cái đầu nhọn trước đó, dũa bằng cái đầu nhọn để chi, để cho nó sạch cái kiriko. Thì cây kia đi còn nè, chỉ khi mình thấy mình dũa cái xếp cho nó sạch cái móng. Anh đắp bột như dũa chút xong là à, đúng rồi, tại vì do mình đắp bột chuẩn á, mình dũa không có nhiều đó anh chị em. Cái đầu dũa này không có bị đứt tay, mình dũa cái kia đi còn trước đó, nó không có bị đứt tay, lỡ nó vô tay khách hàng nó không có bị đứt nha. Anh cái đầu dũa này anh chị em nào á mà dũa yếu á, con mắt mà yếu á, mình mua cái này về mình dũa, cái phần tay nghề mình yếu nữa, mình mua về mình dũa, nó không có ảnh hưởng tới cái móng tay critical của khách hàng đó. Mình dũa vô tư luôn, mình dũa vô cho nó ăn bột. Nó có nhiều người hỏi tại sao mà dũa ăn bột mà là nó không ăn cái da, cái đó mình cũng không biết, cái đó kỹ sư họ chế ra cho mình không có biết. Những người này ta chế ra người ta biết chứ mình không biết. Mình chỉ thấy hay mà mình mua về mình bán lại lấy lời thôi. Em coi nhiều người làm nhưng em thấy anh là người dũa xếp chuẩn nhất. Ồ dạ cảm ơn. Anh thật sự ra anh không phải anh dũa nha anh chị em. Anh tình yêu là cắt cái móng xong rồi anh dũa trước khi anh đắp bột. Mà anh đắp bột là anh đắp vô cái móng, cho nên cái móng nhìn nó thẳng. Tại vì mình đắp bột á, cái cọ của mình á, mình có thể mình làm luôn cái xếp luôn cho nó thẳng, cho nó đẹp luôn. Khi mình ra là mình không có dũa nhiều, mình chỉ dũa sơ thôi. Tại vì cái khi mình đắp bột á, là cái cọ mình đắp bột nó không bị đứt tay, mà cái dũa mình dũa nhiều nó sẽ bị đứt tay. Đó là cái phương thức của mỗi con người làm. Mình dũa nhiều quá đó, nó bị nhiều khi đó, nó dày bột quá, cái mình dũa mình đè mạnh quá nó bị đứt tay á. Cho nên mình đắp bột nhớ cố gắng mình đắp làm sao cho nó vô cái móng, chứ đừng mình đừng có đắp tràn lan xong là mình nói để tí xíu mình dũa nha. Lần sau họ đến muốn làm màu khác thì có thể feel được cho họ được không? Dạ được, nhưng với điều kiện là anh chị em phải mua cái đầu dũa này, anh chị em mua cái đầu dũa này để anh chị em phá nó xuống hết rồi anh chị em làm lại nha.
đó là cái làm phiêu mà đổi màu khác là mình phải dũa, mình phải dũa xuống, mình dũa nó mỏng xuống là mình làm cái màu khác mới được. Đó. Rồi mình clean luôn ở dưới nè, làm cho nó đẹp, nhớ nha, làm cho nó sạch sẽ gọn gàng. Đầu dũa này bao nhiêu vậy anh? Ồ, đầu dũa này là 20 đồng một cái em. Đầu dũa nhọn này là 20 đồng một cái. Nó có nhiều chức năng, dũa deep cũng được nha, dũa cái gì cũng được hết. Dạ, cảm ơn anh chị em đã ủng hộ nha. Dạ, cảm ơn chị Phạm T. Nhớ mua cái đầu dũa này của em về xài rất là good. Đó. Mình đừng có đè, nhớ cố gắng mình mở máy lớn thiệt là lớn. Mình đừng có sợ nó đứt tay, mình mở máy lớn lên. Mình chạy nó không? Thấy tình yêu chạy không? Nó rất là good. Mình chạy nó, mình đừng có đè, nhớ là mình đừng có đè nó. Đó. Mình đầu dũa này xài rất là bền chứ không phải là không bền đâu nha, tình yêu xài cũng lâu lắm rồi đó. Đó. Hai bên cái cạnh này là mình phải đứng lên, còn ở giữa là mình nằm xuống. Đó. Bây giờ nó ra cái kia đi cò tròn xe rồi. Tí xíu mình phải dũa đơn giản lại thôi. Anh chị em nào có nhu cầu muốn mua thì gọi ha, gọi số điện thoại cho tình yêu để mua, để đặt hàng, để đặt cái đầu dũa về xài ha. Rồi nhớ nhưng mà những người nào mà mắt yếu hoặc là mình mới ra nghề, mình chưa có dám dũa trong này sạch á, chưa dám thọt cái đầu dũa vô đây dũa, thì mua cái đầu dũa này về dũa vô tư luôn, dũa đã luôn. Hello, can help you? Okay, can you wait a few minutes please? Thank you. Hẹn 1 giờ em. Cho em đặt hai đầu. Chị Nhi Nguyễn, nhờ chị Nhi Yến Nguyễn, chị gọi số điện thoại giùm em nha. Số điện thoại 832-216-7717 nha. Nhiều khi chị nói đặt ở đây mà em đâu có biết cái sao đâu, để chị liên lạc cái số đó thì chị gọi người ta sẽ ship cho chị ha. Dạ em không biết tiền Việt Nam là bao nhiêu chị ơi, em đang làm bên Mỹ, em không có biết Việt Nam bao nhiêu tiền hết. Anh chị em coi thử thì bên Việt Nam thì 20 đô thì tiền Việt bao nhiêu em không biết nữa. Cho Phi đi hả? Cho Phi anh là có lấy không? Anh cho Phi không ai lấy nha, cái đòi lấy đầu dũa của anh nha. À, đó, đầu dũa này rất là đẹp. Ok, rồi bây giờ mình xài cái đầu dũa này là đầu dũa bằng gốm. Tình yêu xài nó bằng gốm, nó là medium. Dạ có luôn anh có gọi số điện thoại đó giùm em nha, gọi số điện thoại đó cũng có luôn nha anh chị Phạm T. Đó, bây giờ mình dũa nè, dũa móng nhẹ nhẹ thôi, đừng có đè nè, thấy không? À, chạy trong đây một lần nữa thôi đó, chạy là nó láng rồi, không cần phải chạy nhiều đó, nhớ nghiêng qua chạy thêm một lần nữa. Hello. Can I help you? Hi, I have an appointment for one. Okay, can you wait a few minutes, okay? Oh, do you have a bathroom? Oh, we're down the right side. In the back. Can you just call? Yes, I'm sorry. I didn't help soon enough. I knew that. Sư phụ bữa nào bán cho em cái đầu gốm. It's 1 o'clock. Thôi, bán cái đầu gốm cũ là bán sao?
Xin thì nói đại đi, là chơi cái chiêu này xài hoài. Đệ tử gì đâu mà nó bán sư phụ nó ăn không, thấy không? Anh chị em thấy không? Nó bán cho cái đầu vũ cũ, mình sao mình dám lấy tiền. Thôi mình cho luôn cho rồi. Rất là lợi hại không? Vũ cái đầu vũ nhọn xong, vũ cái này chạy rất là lẹ luôn. Rồi, cái đầu của anh bán không? Cái đầu của anh phải nói cho rõ nha, đầu nào nha. Anh chị em đừng có gầy game. Cái đầu của anh có bán không? Mà đầu nào mới được chứ? Cái đầu chọc của anh đó hả? Đầu chọc anh mới cạo nè. Đầu đó không có bán được đâu em ơi. Dạ có anh chị em, có tính tiền ship chứ. Shipping là phải tính tiền chứ, đó bưu điện nó lấy chứ phải anh mình lấy đâu. Nếu anh chị em mua, nếu anh chị em mà mua cỡ 150 trở lên là nó phí shipping rồi. Mua đồ 150 trở lên là phí shipping. Nhớ. Thấy tình yêu vũa không, rất là lẹ. Vũa cái đầu cho nó mỏng, cái đầu để cho nó nhìn nó na trồ. Tí mình bỏ treo lên là đẹp tuyệt vời như mặt trời luôn. Mấy cái màu này mà anh chị em mà làm cho khách Mỹ trắng rồi, trời ơi họ thích lắm. Họ thích dễ sợ luôn. Nói chung là khách nào họ cũng thích chứ không phải riêng gì Mỹ trắng đâu. Người nào họ cũng thích mấy cái màu nhã nhã nhăn nhặn này nè. Mấy cái màu nhã nhã này là người ta thích lắm. Thích lắm. Chỉ có những người nào người ta thích làm design đó thì người ta làm màu mè. Còn những người mà vô người ta muốn làm ombre á, là người ta đa số là người ta muốn có dùng cái màu natural nhiều hơn. Mà đa số những người ta là thích màu mè thì ít lắm, ta thích bình thường giống như hơi móng hơi dài dài chút xíu. Có phần thì người ta làm ombre bình thường là nó đẹp. Cái mấy cái màu này rất là đẹp. Thích màu của siêu phụ hả? Anh thích màu của siêu phụ mà không có dấu, anh tưởng thích máu của siêu phụ. Hai bên nì hả? À, Vincent hả? Em ghi mẹ không có dấu, em tưởng là anh, em nói anh là thích máu của siêu phụ chết luôn. Anh là siêu phụ rồi, đâu có siêu phụ, anh mới cạo đầu đó, anh gọi là siêu phụ. Anh mới cạo đầu cho nên người ta gọi anh là sư phụ. Dính vô cái bao tay hoài. Đó, vừa lẹ không? Lấy ra luôn đi. It's stuck in my room. Okay. Rồi xong, nhớ cố gắng à. Nhớ cố gắng làm cái gì. Vũa lại một lần nữa cho nó đẹp nè. Vũa cái xếp lại cho một lần nữa. Đó, chỉnh sơ sơ lại cho nó đẹp ra cái xếp. Đúng rồi, anh làm gì cũng kỹ hết đấy anh em. Làm nail là phải kỹ nha, đó là cái phương châm của nghề thẩm mỹ. Nghề thẩm mỹ mà mình làm không có đẹp thì đâu có được, đúng không? Là thẩm mỹ là phải đẹp. Thẩm mỹ là phải làm ra cho nó thẩm mỹ. Thẩm mỹ mà làm ra lòi xỉ luôn thua luôn. Thẩm mỹ mà làm ra vào tay nó đứng lên trên bàn, đập xuống bàn chửi xong rồi nó
nó dục tiền vô trong mặt mình xong nó đi cái phèo nó không được. Làm xong mà đứng dậy trả tiền mà cười phới phới, xong mà cho 10 đồng tiền tê nữa. Đó, ít nhất cũng phải được 5 đồng tiền tê nữa, cười phí pha phí phớn. Xong rồi mai mốt là tao quay trở lại, đó mới là nghề. Làm nghề gì mà nó đập, đứng lên đập xuống bàn xong rồi trả tiền, bật dục tiền xuống cái bàn cái bạch. Xong rồi rồi nó chửi sùm xong rồi bỏ đi. Như vậy đâu phải là nghề đâu. Nghề thẩm mỹ là mình phải làm sao cho nó thẩm mỹ, đúng không? Đó. Nó mất chút thời gian nhưng mà nó rất là vui, nó hạnh phúc khi nó trở lại. Nó trở lại nó đem cho một con khách, mình đâu phải mình ăn nó một lần đâu, mình ăn nó rất là nhiều lần, mình ăn nó rất là nhiều lần, có thể ăn được gì nhiều năm nữa. Nếu mà khách nó ở đây, nó ở đây nó không mua đi chỗ khác, là nó tới tiệm mình, nó thấy mình làm đẹp và nó làm hoài thôi, không có, nó không có thay muốn thay đổi chỗ khác. Mình làm ẩu thì nó đi luôn. Bỏ treo lên cho anh chị em coi nha, màu rất là đẹp, màu rất là nhã nhặn. Bộ neo nhìn không có gì nó là đặc sắc, nhưng mà nó cái màu nó làm cho dễ thương. Đó. Anh làm neo cũng đã lâu rồi đó, chưa bao giờ có một người nào mà nói anh nặng lời hết trơn. Nó chỉ có quýnh anh vô mặt anh thôi, là chứ nó chưa bao giờ nó nói anh nặng lời. Làm neo là phải như vậy á. Làm neo là không có để người ta nặng lời, để người ta đánh vô mặt thôi. Giọng vô trong mặt một cái là nhớ đời thôi. Người ta cũng đi làm cực khổ, người ta kiếm đồng tiền tới người ta làm neo, mà mình làm neo xấu quá, người ta chửi là phải rồi. Ok, go wash your hand baby. Làm không phê mà nó bỏ đi luôn hả? Nói chuyện với ổng rồi. Hey. Hi son. How you doing? Good, how are you? I'm good. I'm busy now. Nói chuyện với ổng được không em? Hả? Bây giờ khách đông quá trở lại được. I can't. I have an appointment in Houston that I have to go to. I gotta be there at 4 o'clock. Nói chuyện với nó về cái đó mà. Can I call you? It'll probably take less than 5 minutes. Okay, giờ mình bỏ treo nè, bỏ treo lên cho nó đẹp ha. Bỏ treo lên. Oh, thank you. Cách mình rửa tay xong rồi thấy không, cái bàn tay khi mình rửa xong nó rất là đẹp, nhìn nó gọn gàng, sạch sẽ. Mình bỏ treo lên là nó rất là đẹp nè. Làm nổi bật. Hello Nam Võ. Thấy chưa, mình bỏ treo lên một cái là nó bóng lưỡng rồi, nó đẹp. That's what I'm taking this to. Okay. Yeah. Hello, Lan Hoàng. Khỏe không em? Trước khi mình sơn treo á, mấy cái người ta hay có make up á, mình coi thử họ có dính vô cái phấn rồi không? Nhớ đừng có bỏ lên nha. Chùi cho nó sạch xong rồi mình mới bỏ cái treo lên. Chứ không thôi là nó dính cái phấn ở trong đây là nó bị vàng cái móng. Thấy không? Mình phải chùi cho sạch trước khi
tuyệt vời. Bỏ treo lên là nhức nách luôn. Ok. Ok. Rồi, cuối cùng là mình nhớ bỏ dầu. Bỏ dầu nè ha, bỏ dầu lên cho khách nè. Đẹp tuyệt vời nè. You like it? You do it? Do you like it? Mm-hmm. It's pretty. Rồi, xong rồi mình lấy tờ giấy mình chùi nè, đó, mình chùi cho nó sạch nè. Thấy không? Wow, let's see. Đẹp không? Đẹp quá sư phụ ơi, thank you. Thank you người đẹp nha. Rồi, mình bỏ đây xong cho anh chị em coi cái là mình chia tay nha. Bỏ đây cho anh chị em coi cái đi. Cái đây không phải okay. Đơn giản thôi nhưng mà rất là đẹp. Rồi, bỏ cái đèn xuống nè. Wow, ombre tuyệt đỉnh luôn. Rồi, chúc anh chị em một ngày thật là vui vẻ nha. Rồi, có gì anh chị em nào có nhu cầu muốn mua bột thì gọi số điện thoại đó cho mình ha. Rồi, chúc anh chị em một ngày vui vẻ, nhiều sức khỏe. Bye mọi người.